Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hưng Yên một ngày mưa gió. Bây giờ em đang gặp các bác trong tình trạng là may sao là hết gió cũng vừa hết mưa. Vừa hết mưa tầm 25-30 phút thôi. Nhưng mà bây giờ là vẫn cứ các giọt nước vướng trên lá cây này, từ từ nó rơi xuống này. Hôm nay là giới thiệu với các bác là cái mẫu vang của thương hiệu là Azix, model là K10. Dòng này sử dụng phần mềm của X5 nhé. K10 X5. Đây là hàng bãi về nha, vừa đi về xong rồi đi đường khiếp. Gió mưa quá. Khổ lắm các bác ạ. Các bác tưởng nếu ăn được mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn của bác mà sướng à. Nhiều con nó nhiều pha hết hồn hết vía. Đây là cái vang là X5 nha các bác nhá. X5. Vang X5. Nhưng mà của hãng là Azix, cái thương hiệu này thì đến từ USA, Mỹ. Rất nổi tiếng rồi. Dòng này thì trên thị trường có nhiều anh em bán lắm rồi. Con này là hàng bãi nha. Em nhắc cái vị main board chính này cho các bác xem này. Chip sử dụng là Analog Device này. 21375. Rất là xịn. Analog Device. Sử dụng thêm các linh kiện rất là chất lượng nha. Rất đẹp. Đây. Đẹp không còn gì để mà tả luôn. Đấy. Mong sao là càng nhanh hết mưa càng tốt để kịp đi gửi hàng và giao hàng cho các bác trên toàn quốc này. Mà khổ quá. Đó. Con này là máy hai nguồn nha, máy xịn nhá, máy cao cấp nhá. Còn cái loại như này mà máy có một nguồn, không có cái thanh bảo vệ ở giữa này thì nó lại rẻ hơn nhá. Loại này loại cao cấp. Nó có mỗi cái nguồn tròn thôi, không có nguồn này. Là con này đòi hai nguồn máy xịn nhá. Các bác lấy là bên em sẽ tặng theo giấy giác phụ kiện đi theo đầy đủ, là có hai cửa ra loa, hai giắc ra loa nời. Đấy, một dây cắm xuống trầm và dây nguồn. Đấy. Phần mềm thì các bác nhắn qua Zalo, em sẽ gửi phần mềm qua Zalo cho các bác. Chỉnh tay được, chỉnh máy được. Con này chỉnh tay nhanh hơn chỉnh máy. Còn các bác nào thích màu mè thì cho chỉnh máy nhé. Con này linh kiện chất lượng rất là cao nhé. Toàn linh kiện xịn thôi. Diode này các bác nhìn con diode nó nạ không? Sau này còn diode kép nữa nhá. Ở dưới một con, ở trên một con nữa. Này các bác nhìn này. Dưới một con, trên một con nữa. Đây, thường thường của nó là con này. Đấy, con này dưới một con, trên một con nữa. Còn đây nữa. Đây nó cũng hai con nữa. Hai con diode nó ngồi lên trên nhau. Đấy. Dưới một con, trên một con nữa. Máy xịn mà. Đấy. Con này thì các bác đánh được nhiều loa nhá. Đánh được các thể loại. Các bác mà muốn ghép một bộ karaoke gia đình, xong là ghép thêm kiểu là dạp chiếu phim mini nữa thì chơi cái con này là hơi bị hay luôn. Mid N, mid R cắm loa trước, loa trái phải này. Center loa trung tâm giữa này. Xúc măng là loa siêu trầm này. SN, SR là loa surround ở đằng sau, tức nó loa cạnh đấy. Đấy. Series IMEI của hãng này. Đấy. Series IMEI. Các bác cắm kết nối USB R232 nhé. Phải có dây chuyên dụng của nó, hai đầu USB. Công tắc nguồn, các bác lấy này em sẽ vệ sinh sạch sẽ, sau đó là đóng gói và gửi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Chứ mà gửi theo kiểu nó nguyên trạng này là các bác ghét lắm này. Ví dụ gần đây mà các bác nào muốn em đi setup thì liên hệ nhé. Ví dụ mà gần đây mà các bác đòi em đi setup luôn là 2.500.000 đồng, em sẽ đi setup đầy đủ cho các bác. Cứ để đây cho tí nữa mưa nó vào, đằng nào cũng vệ sinh mà. Đấy. Vệ sinh xong đó là bắt đầu là đóng gói và gửi đi. Hàng thì về rất nhiều nhưng quay một con thôi, chứ mà quay nhiều quá là nhiều anh em ghét lắm. Đây cái nắp của nó nhá, nắp đã vào 6-7 nạng rồi, nắp của nó rất nặng. Đấy. Chắn bụi đây, bụi bặm bóng đầy đây, ui sổ ôi khiếp không này, sôi ôi khiếp không. Nên hàng bãi về là phải vệ sinh sạch sẽ là vậy, chứ không nhiều các bác không tin. Ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang số này nhá thì liên hệ trực tiếp. Máy là bao chất lượng cho bác, bao zin về chưa vệ sinh zin nhá. Con nào sửa là nói luôn, bên em nói thẳng luôn các bác là con nào sửa là nói ngay. Đấy. Linh kiện của dòng này rất nhiều nên là các bác dùng trong vòng
6 tháng lỗi bên em sẽ đổi cho các bác con khác trong tình trạng là không bị xước. Còn nếu mà bị xước thì sẽ bảo hành. Linh kiện chất lượng rất là cao, rất xịn luôn. Đồ này không chơi thì chơi đồ gì đúng không ạ? Rồi, xin kính chào toàn thể các bác nha. Hẹn các bác trong clip test lần sau nha.